con thật dễ thương. Thôi, mình cho bạn củ cà rốt này. Chào các bạn thiên nga, các bạn đang bay gì đâu vậy? Tự do bay lượn trên bầu trời thật là thích mà. Ôi, ai đã bắn chim thiên nga vậy? Tội nghiệp chim quá. Chắc là bạn đau lắm hả? Đừng sợ. Nào, mình đang lau vết thương cho bạn đây. Đừng sợ nha. Bạn có lạnh không? Để mình sưởi ấm cho bạn nha. Ồ, bạn thật dễ thương. Đôi cánh của bạn đẹp quá à. Vết thương sẽ mau lành thôi. Đừng sợ nha. Tất đạt đa, tất đạt đa. Anh vừa mới bắn được một con thiên nga nè. Anh chỉ bắn có một phát thôi là đã hạ được con chim rồi. Em có thấy anh giỏi không? Mà nè, nó rơi xuống xung quanh đây. Em có thấy nó rơi ở đâu không? Em đang ôm con chim thiên nga của anh vừa bắn rơi à. Trả lại cho anh đi. Không được, con chim này là của em. Anh đã bắn hạ nó thì nó là của anh mới phải. Không phải của anh, con chim này là của em. Con chim ấy là của anh, chính anh là người đã bắn nó. Trả con chim lại đây, nhanh lên. Con chim này bị thương, em là người cứu nó. Em chăm sóc cho nó. Nó cần em chứ nó không cần anh. Cho nên nó là của em. Nhưng ai là người đầu tiên thấy nó và bắn được nó hả Tất Đạt Đa? Nếu anh không bắn rơi thì làm gì em có được con chim này? Em đã bắt gặp con chim đau đớn rơi xuống đây. Em không thể đưa nó cho bất cứ ai khi nó đang bị thương. Nhưng nó là của anh. Anh bắn nó kia mà. Trả nó lại cho anh. Không được, không được. Em không đưa nó cho anh đâu. Ở vương quốc của chúng ta, đức vua là người quyền lực nhất. Bây giờ chúng ta hãy tìm đức vua, nhờ ngài phân xử vấn đề này. Anh thấy có được không? Chắc chắn ta sẽ thắng thôi. Thần nhi kính chào phụ hoàng. Thần kính chào bệ hạ. Các con không thấy ta đang rất bận rộn sao? Đi chơi chỗ khác đi. Thưa phụ hoàng, chúng con không đến đây để chơi. Chúng con đến để nhờ người phân xử. Sao? Đến nhờ ta phân xử hả? Được rồi, hãy kể cho ta nghe xem có chuyện gì nào. Thưa phụ hoàng, khi dạo chơi trong vườn, con nhìn thấy con chim thiên nga bị trúng mũi tên. Nó bị thương rồi rơi xuống đất. Con đã đến bế nó lên, rút mũi tên ra và chăm sóc cho nó. Thế nhưng anh đề bà Đạt Đa chạy đến, bảo là con chim do anh bắn rơi, và anh đòi lại con chim cho bằng được. Lẽ ra anh đề bà Đạt Đa không nên bắn con chim như thế. Cha xem, nhìn nó thật đáng thương. Tâu bệ hạ, có đàn chim thiên nga đang bay trên trời. Con là người đã bắn rơi con chim thiên nga kia, vậy con chim đó phải thuộc về con, đúng không thưa bệ hạ? Tất nhiên, người nào bắn được thì chiến lợi phẩm sẽ thuộc về người đó rồi. Chuyện đơn giản vậy mà phải nhờ ta phân xử sao? Vậy mà thái tử Tất Đạt Đa đã muốn chiếm đoạt con chim. Em ấy không chịu trả lại con chim cho con. Con muốn đòi lại sự công bằng. Có chuyện như thế sao? Này Tất Đạt Đa, con không chịu trả lại con chim mà để bà Đạt Đa đã bắn rơi à? Thưa cha, con chim này đang bị thương, con muốn bảo vệ nó. Này nhé, em nghe đây. Con chim này khi nó còn bay trên trời thì nó không thuộc về ai cả. Anh bắn nó rơi xuống thì đương nhiên nó thuộc về anh rồi. Anh cũng nghe em nói đây. Những kẻ thương yêu nhau mới ở chung với nhau, còn những kẻ ghét bỏ nhau thì không bao giờ sống chung với nhau. Chúng ta có gia đình thì con chim cũng có gia đình của nó. Anh cướp đi mạng sống của nó, nó sẽ đau khổ lắm. Cha mẹ nó cũng sẽ rất đau khổ. Anh có ý xấu, muốn bắn chết con chim. Như vậy anh và con chim là những kẻ thù ghét nhau. Làm sao con chim có thể ở chung với anh được? Em muốn cứu con chim. Em chăm sóc vết thương cho nó. Em sưởi ấm cho nó. Em đi kiếm thức ăn cho nó. Vậy em và chim là những kẻ biết thương yêu nhau. Em và con chim có thể ở chung với nhau.
Như vậy con chim này cần em chứ không cần anh. Cả Tất Đạt Đa và Đề Bà Đạt Đa đều lập luận rất thuyết phục. Trẫm rất vui mừng vì các con đã không dùng vũ lực để tranh giành cho bằng được, lại biết nhờ trẫm giải quyết những việc bất bình. Trẫm nghĩ điều này rất quan trọng, bởi vì các con là những nhà lãnh đạo tương lai. Dù còn nhỏ nhưng đã biết dùng cách giải quyết tranh chấp bằng pháp lý. Này các khanh, nãy giờ các khanh đã nghe Thái tử Tất Đạt Đa và Hoàng tử Đề Bà Đạt Đa trình bày vấn đề, tranh luận với nhau rồi đấy. Các khanh có ý kiến gì về việc này không? Muôn tâu bệ hạ, theo vi thần, Thái tử tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã biết yêu thương các loài vật xung quanh mình. Thần nghĩ con thiên nga này là thuộc về Thái tử Tất Đạt Đa, thưa bệ hạ. Hoàng tử Đề Bà Đạt Đa là người đã bắn con chim, nên nó thuộc về cậu ta. Nhưng Thái tử Tất Đạt Đa là người đã cứu và chăm sóc con thiên nga, cho nên nó thuộc về Thái tử. Là thuộc về Hoàng tử Đề Bà Đạt Đa mới phải. Không, là của Thái tử Tất Đạt Đa chứ. Tâu bệ hạ, giá trị của sự sống quý hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Vì thế, vi thần nghĩ rằng con thiên nga thuộc về ai đã cứu sống nó, không thuộc về người đã cướp đi sinh mạng của nó. Vậy con thiên nga này là của Thái tử Tất Đạt Đa mới phải. Hay lắm, ta thấy lập luận của Ái Khanh rất chí lý, bởi vì sự sống là quý giá hơn cả, dù là con người hay bất kỳ loài vật nào. Nếu bị cướp đi mạng sống thì chẳng còn nghĩa lý gì cả. Huống hồ, đây lại là một con vật vô tội. Nó không có tội gì để chúng ta phải kết liễu sự sống của nó. Cả hai con, Tất Đạt Đa và Đề Bà Đạt Đa, đều là những thành viên của hoàng tộc. Sau này sẽ tiếp nối sự nghiệp của hoàng gia, sẽ thay ta trị vì đất nước. Đây quả là một bài học cần thiết. Các con phải biết trân quý mạng sống của muôn loài, đối xử nhân từ với mọi người, mọi loài, và không nên giết hại các sinh vật để thỏa thú vui của mình. Ta rất đồng ý với lập luận của Ái Khanh. Chúng thần cũng đồng ý, thưa bệ hạ. Như vậy, trẫm quyết định con chim thiên nga thuộc về Thái tử Tất Đạt Đa. Hoàng hô Thái tử Tất Đạt Đa! Hoàng hô Thái tử Tất Đạt Đa! Này con, Đề Bà Đạt Đa, con đừng buồn. Con hãy thử nghĩ xem, nếu mũi tên ấy mà xuyên qua da thịt của chúng ta sẽ cảm thấy thế nào? Thưa bệ hạ, chúng ta sẽ rất đau và còn bị chảy máu nữa. Đúng là như thế đó, Đề Bà Đạt Đa. Cho nên hành động của con đã làm con chim bị thương. Nó đang rất đau đớn. Con có thấy thương, thấy tội cho chú chim thiên nga này không? Dạ, con thấy nó rất đáng thương. Con đã biết lỗi của mình rồi, thưa bệ hạ. Từ nay con sẽ không chơi các trò chơi gây tổn hại tính mạng của các loài sinh vật nữa. Con đã biết lỗi rồi, như thế là rất tốt. Các con, hãy học cách yêu thương các loài động vật xung quanh mình. Đừng sát hại chúng một cách vô tội nữa. Dạ, thưa phụ hoàng. Bạn thiên nga ơi, mặc dù mình thắng cuộc, nhưng mình không vui lắm. Vì sự thật bạn không thuộc về mình, mà thuộc về bầu trời rộng lớn kia. Mình chỉ muốn bảo vệ bạn. Bạn ở đây với mình một thời gian để mình chăm sóc cho bạn nhé. Này chim, hãy ngoan nhé. Cố gắng ăn uống nhiều, dưỡng thương cho tốt, để sớm khỏe mạnh, rồi tìm về với cha mẹ, với đàn thiên nga của bạn nha. Tạm biệt bạn. Nay bạn đã khỏe mạnh rồi, bạn hãy trở về với gia đình và bạn bè của bạn đi nhé. Hãy cẩn thận, kẻo bị thương nữa đấy. Trong câu chuyện trên, các con cảm nhận như thế nào về hành động của Thái tử?
Chúng ta thấy Thái tử Tất Đạt Đa đã rất nhân từ, dũng cảm, đứng ra bảo vệ con chim thiên nga, không để con chim rơi vào tay Đề Bà Đạt Đa, người anh có ý xấu muốn giết hại loài vật. Chính nhờ tình thương của Tất Đạt Đa, con chim thiên nga đã được cứu sống và trở về đoàn tụ với gia đình. Giành lấy của người khác là điều mà chúng mình không nên làm. Nhưng trong trường hợp này, Thái tử giành con chim lại vì để cứu nó, để chăm sóc nó, giúp nó thoát khỏi sự đau đớn, thì đấy là một hành động không xấu các con ạ. Các con ơi, chúng mình hãy học cách sống yêu thương, quan tâm đến những loài vật xung quanh mình nha. Nếu chúng ta tự ý bắt và làm các bạn ấy bị thương thì thật tội nghiệp các bạn phải không nào? Các con phải tránh sát hại những con vật, cần nuôi dưỡng lòng từ bi, yêu thương loài vật vì chúng cũng biết đau, biết sợ như các con. Chẳng hạn như khi chúng mình đến thăm sở thú, thấy những chú hươu, chú nai, chú khỉ, chú dê dễ thương, chúng mình cho các bạn ấy ăn nhưng đừng làm đau các bạn ấy nhé. Hoặc khi chúng mình đi về các vùng quê, thấy có các bạn bướm bướm, chuồn chuồn dễ thương, đậu trên cành lá, chúng mình đừng bắt các bạn ấy, đừng làm các bạn ấy bị gãy cánh, bị tổn thương. Hoặc khi gặp những chú cún, chú mèo dễ thương, các con muốn đến gần chơi đùa với chúng, thì hãy yêu thương và nhẹ nhàng với các bạn cún, bạn mèo, đừng trêu chọc hay làm đau các bạn ấy nha. Khi con thương yêu và nhẹ nhàng với các bạn ấy, thì các bạn ấy cũng sẽ luôn yêu mến và thích chơi với con đấy. Còn nuôi dưỡng lòng từ, yêu thương muôn loài vật, tâm tính giữ chân như, hạnh phúc luôn có mặt. Chim thì có gia đình và cũng có anh em. Chúng ta quý thâm tình, loài vật cũng như vậy. Không gieo rắc khổ đau, tổn thương và nghi kỵ. Cuộc sống luôn nhiệm màu bởi tình thương đáng quý. Tập phim Thái tử Nhân Từ của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô Bồ Công Anh mến chúc các con luôn khỏe mạnh và luôn được mọi người quý mến. Chúng ta sẽ gặp lại trong tập phim hoạt hình Bụt Kể Con Nghe kỳ sau nha. Mến chào tạm biệt các con.